Bjorn Andersen không hối hận khi tham gia bộ phim This Infancy, tác phẩm giúp ông tỏa sáng và trở thành cậu bé xinh đẹp nhất thế giới. Nhưng nếu biết cuộc đời về sau đau khổ như vậy, thì từ đầu ông nhất quyết sẽ không nhận vai diễn đáng nguyền rủa này. Chào đời năm 1955 tại thành phố Stockholm, Thụy Điển, Bjorn Andersen may mắn được ban cho vẻ đẹp phi giới tính xuất chúng. Tận dụng thế mạnh này, ông gia nhập showbiz thuận lợi và trở thành ngôi sao sáng giá ở tuổi 16. Nhưng thay vì cảm thấy may mắn, thì ông lại cho rằng chính nhan sắc là lời nguyền lớn nhất với đời mình. Sở hữu diện mạo hơn người, Bjorn không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua 3.000 ứng cử viên và giành về vai diễn Tadzio trong bộ phim điện ảnh This Infancy. Nhân vật của ông không có quá nhiều câu thoại nhưng vẫn thử sức khiến khán giả ngỡ ngơ vì đẹp một cách khó tin. Khi bộ phim này công chiếu, mọi người phải dành nhiều lời khen ngợi cho khâu tuyển diễn viên của đạo diễn Luciano Visconti. Chính nhờ ông mà nhân vật Tadzio trên màn ảnh không khác gì miêu tả trong tiểu thuyết. Gương mặt cậu trắng mút toát lên sự thanh tao, mái tóc vàng như mật ong, sống mũi thẳng, miệng chúm chím đáng yêu, sắc mặt lạnh lùng và thánh thiện làm người ta liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp thời Hoàng Kim. This Infancy không thành công về mặt doanh thu, nhưng vẻ đẹp của Bjorn lại chinh phục được hầu hết tất cả mọi người. Sau đó, ông được mọi người yêu mến gọi là cậu bé xinh đẹp nhất thế giới. Nhà sử học điện ảnh Lawrence Triquist đã nhận xét trong nghiên cứu The Greatest Romantic Films năm 1974 của ông, khẳng định rằng một số bức ảnh của Bjorn có thể được trích xuất thành tranh và treo lên các bức tường của Louvre hoặc là Vatican. Danh tiếng lúc nào cũng đi kèm với thị phi. Bjorn ở trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại bị truyền thông Mỹ không ngừng đặt nghi vấn về giới tính. Gương mặt đẹp hơn hoa khiến nhiều người tin rằng ông có xu hướng thích người đồng giới. Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi Bjorn theo đạo diễn Luciano ghé quán bar đồng tính trong thời gian dự liên hoan phim Cannes. Bữa tiệc hôm đó khiến Bjorn vô cùng khó chịu khi hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt của những gã trai dồn về phía mình. Thời điểm những năm 70, đồng tính vẫn còn là khái niệm xa lạ, bị gán cho cái mác tiêu cực. Chính vì vậy nên không có một chàng trai nào muốn vướng vào tin đồn đồng tính, nhất là người nổi tiếng như Bjorn. Theo lời bà, Bjorn chuyển hướng sang hoạt động ở Nhật. Thị trường đón nhận bộ phim This Infancy cực kỳ nồng nhiệt. Chính bà cũng là người đưa cháu trai gia nhập showbiz từ những ngày đầu. Tại xứ sở Phù Tang, Bjorn nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo và cơ hội làm ca sĩ. Ít ai biết, âm nhạc mới chính là niềm đam mê thật sự của cậu bé xinh đẹp nhất trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Bjorn nộp đơn vào trường cao đẳng đào tạo âm nhạc nhưng không được. Thay vào đó, ông đăng ký lớp học piano của những giáo viên hàng đầu Thụy Điển. Sau khi từ Nhật trở về, sẽ theo đuổi con đường ca hát nhưng không suôn sẻ như ý muốn. Thời gian sau đó, Bjorn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới. Ông tốn một năm trời để chờ đợi đạo diễn Max Gormley bấm máy ghi hình phim điện ảnh mới, nhưng cuối cùng dự án này lại bị hủy bỏ. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Bjorn miêu tả sự nghiệp của mình là một mớ hỗn độn đầy đau khổ. Đối với Bjorn, việc được gọi người là cậu bé xinh đẹp nhất thế giới không khác gì một lời nguyền. Nó khiến ông cảm thấy bản thân không khác gì một sinh vật lạ bị nhốt trong chuồng cho mọi người tha hồ nhìn ngắm và bình phẩm. Danh hiệu ấy đến cùng hào quang quá chói sáng mà mãi mãi đến nhiều năm sau, cuộc sống của Bjorn vẫn bị nó đeo bám. Bjorn chuyển đến sống ở Đan Mạch cùng bạn gái với mong muốn có được một cuộc sống yên bình không bị nhòm ngó. Thế nhưng, ông vẫn bị giới truyền thông không ngừng nhắc đến. Cảm giác như mọi người không hề quan tâm đến ước mơ và cả con người thật của tôi, Bjorn nói. Năm 1983, Bjorn kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp. Cả hai có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai.
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kết thúc ở năm thứ 6 khi con trai của họ qua đời bởi hội chứng đột tử. Ở tuổi xế chiều, Bjorn được sống trọn với đam mê ca hát khi đảm nhận vai trò đánh đàn trong ban nhạc Seven Eric. Hiện tại, ông sống cùng con gái và các cháu ở Thụy Điển. Cuối năm ngoái, hình ảnh của Bjorn được lan truyền khắp cộng đồng mạng. Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới năm nào giờ đã là người đàn ông râu ria xồm xoàm, che đi mất gương mặt vốn được xem như một điềm lành thiên phú, từng khiến Bjorn muốn mau chóng được lên thiên đàng để hỏi Chúa vì sao lại đặt cách ban tặng cho mình. Có lần, Bjorn bị nhà văn Kermit Grey sử dụng hình ảnh thời đóng Dish Invency lên bìa sách mà không hỏi về ý kiến của ông, khiến ông vô cùng tức giận và cảm thấy mình bị lợi dụng. Một trong những lý do khiến Bjorn khó chịu là hình ảnh ấy khiến ông nhớ đến khoảng thời gian trong quá khứ và về sự nghiệp mãi núp dưới cái bóng cậu bé xinh đẹp nhất thế giới. Sự nghiệp của tôi xuất phát từ đỉnh vinh quang rồi dần dần đi xuống. Đó là một cuộc hành trình cô độc, Bjorn nói. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.